Chào các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn so sánh sự khác biệt giữa hai phiên bản iPad 4 mà mình đang có ở đây. Một phiên bản có mức giá bán là 3.150.000 và một phiên bản có mức giá bán là 4.350.000. Vì sao lại có sự khác biệt như vậy? Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa hai phiên bản này. Đầu tiên, để xác định về giá của một chiếc máy tính bảng iPad đã qua sử dụng thì chúng ta phải nói đến hình thức. Hình thức thì mình có một phiên bản là hàng 99% và một phiên bản là hàng 95%. Cái thứ hai đó là về bảo hành. Với phiên bản hàng 99% thì sẽ được bảo hành lỗi đổi trong vòng 1 năm, và phiên bản 95% thì sẽ được bảo hành 12 tháng sửa chữa. Về hình thức chúng ta sẽ cùng so sánh một chút. Với phiên bản hàng 95%, như các bạn thấy ở đây, rất là nhiều bạn hỏi là 95% thì nó sẽ như thế nào và tính năng hoạt động ra sao. Với phiên bản hàng 95% mà bên Westcom đang bán ra thì tất cả tính năng đều hoạt động tốt. Tuy nhiên, về cái hình thức thì nó sẽ không thể bằng phiên bản hàng 99% được. Với phiên bản hàng 99% thì máy đẹp và gần như là không có sự cấn móp. Đây, như các bạn thấy ở đây, với phiên bản 99% này là những cái phiên bản được nhập, hàng nhập, và trong những cái lô nhập về thì đã được tuyển chọn, được gọi là hàng tuyển chọn. Thì những phiên bản hàng 99% này có mức giá sẽ cao hơn với những phiên bản hàng 95%, và những phiên bản này không bị cấn móp nên sẽ được bảo hành lỗi đổi. Nếu trong quá trình sử dụng các bạn chẳng may có lỗi thì sẽ được đổi máy khác. Còn với những phiên bản hàng 95% như này là được nhập lại có khách. Trong quá trình sử dụng thì khách có thể xảy ra những cái va chạm hoặc là bảo quản không tốt thì nó sẽ như thế này. Tuy nhiên, với những phiên bản hàng 95% mà bên USCOM nhập về thì sẽ đều được test và kiểm tra tất cả các tính năng hoạt động tốt thì mới tiếp tục bán ra. Và những phiên bản này sẽ được bảo hành 12 tháng. Các bạn thấy sự khác nhau giữa hai phiên bản này không ạ? Cơ bản về mặt trước thì chúng ta sẽ không thấy sự khác biệt. Tuy nhiên, với khi mà chúng ta so sánh ở các cái góc như thế này thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt về hình thức. Đó là điều quan trọng nhất quyết định về cái giá của sản phẩm. Đây là hai phiên bản, một phiên bản 95 và một phiên bản 99. Các bạn quan tâm đến hai phiên bản này thì có thể comment phía bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với USCOM số điện thoại là 0936218888 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Hoặc các bạn có thể qua USCOM địa chỉ số 12 phố Yên Lãng, Đông Đa, Hà Nội để tham khảo máy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Hãy cùng like và subscribe kênh để nhận thêm nhiều những video thú vị hơn vào lần sau nhé.